sau tất cả thì hiện tại thì cái điều mà mình muốn vươn tới nhất đó là mình có sức khỏe đã, rồi mình đủ nghị lực mình làm những cái điều mà mình muốn làm để mình có ổn định cuộc sống, mình lo cho con, rồi mình làm những cái mà mình có thể mang được lại. Vì cuộc đời mình là nó đã không đẹp đối với mình thì mình sẽ ngược lại mình làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời, dạy dỗ con mình. Trẻ con mà nó như một tờ giấy trắng, nó 5 tuổi ăn tuổi lớn thì mình phải dạy nó biết cái này và biết cái kia, chứ còn mình để thế thì nó chắc chắn nó sẽ hình thành, nó không có hình thành một cái mà như mình cũng muốn được. Thời gian qua thì sau khi một tháng mà Ngân chi phí như khoảng thì Ngân cũng cảm thấy là mình cũng dư ra một chút ít đó, thì Ngân sẽ mang cái chút ít đó để trao gửi yêu thương đến những cái mảnh đời kém may mắn hơn nữa. Thứ nhất là khi Ngân đến đó thì Ngân cảm nhận là Ngân là người được nhận, Ngân nhận được những giá trị, những cái gì mà Ngân đã và đang còn đó, và Ngân quý trọng cuộc sống hơn của mình hơn.